Xin mời. Mời bạn. Quả sấu non trên cao. Đáp án hoàn toàn đúng. Tên bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu: chót trên cành cao vót, mấy quả sấu con như mấy chiếc khuy lục, trên áo trời xanh non. Bạn đã có một điểm. Câu thứ hai, xin mời. Mời bạn. Mùa lá rụng trong vườn. Không thể sai được, một tác phẩm của Ma Văn Kháng. Mùa lá rụng trong vườn được chuyển thể thành phim truyền hình. Câu tiếp theo, vòng sậu chuối. Mời hai bạn. Xin mời. Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại, chịu đời đắng cay. Đáp án chính xác. Chúc mừng bạn với điểm thứ hai. Vòng sâu chuỗi, câu tiếp theo. Mời bạn. Cây phong đỏ, chùm khăn non. Chưa chính xác. Mà đó phải là cây phong non chùm khăn đỏ. Đáp án hoàn toàn đúng. Cây phong non chùm khăn đỏ. Tên tác phẩm của Imatop. Bạn đã có 3 điểm rồi. Bạn Nhung thân mến, bạn mới có 1 điểm thôi. Dạ. Bây giờ sẽ là câu tiếp theo. Khách mời của chương trình đưa cho tôi. Mời các bạn sâu chuỗi lời trong bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Xin mời. Mời bạn Nhung. Trẻ trung như cụm hoa hồng. Hoàn toàn chính xác. Có vẻ bạn cũng thuộc bài này. Dạ vâng, rất yêu ạ. Vâng. Bạn đã có điểm thứ hai. Phần sâu chuỗi, câu tiếp theo. Mời các bạn. Thơ Hàn Mặc Tử. Mời bạn. Để tơ liễu run nghe trong gió. Chưa chính xác. Xin mời. Để tơ liễu nghe run trong gió. Không phải. Phải đảo vế. Các bạn có 10 giây. Để tơ liễu trong gió nghe run. Lấy động từ trước. Hai. Mời bạn. Để nghe trong gió run tơ liễu. Hết giờ. Để nghe tơ liễu run trong gió. Và bây giờ câu kế tiếp của chúng ta. Mời các bạn đừng bỏ phí. Em đang được 3, Nhung đang được 2 nhé. Dạ vâng ạ. Bắt đầu. Nhớ là có dấu phẩy. Mời bạn. Để ta sống, ta cản dòng lũ. Vẫn còn thiếu. Xin mời. Mời em. Để ta sống, ta cản dòng nước lũ. Đáp án chính xác. Để ta sống, ta cản dòng nước lũ. Hoàn toàn đúng. Em cảm ơn chị. Nhờ có chị em mới trả lời được câu này. Em được 4 câu. Chúng ta còn 2 câu nữa. Như vậy là 1 câu nữa em sẽ là người chiến thắng vào vòng sau. Dạ. 2 câu nữa em sẽ là người hòa. Vâng. Sâu chuỗi, xin mời. Thơ Lưu Quang Vũ. Mời Nhung. Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm. Đáp án hoàn toàn đúng. Rất chính xác, không phải khó. 3, 4. Sâu chuỗi, câu cuối cùng ở phần thi chính. Xin mời. Sẽ quyết định hai bạn thi tiếp hay một người phải ra về luôn. Thank you.
Mời em. Cây bàng mở hội là khi chim đến vây quanh. Chưa chính xác. Một. Hết giờ. Cây bàng khi mở hội là chim đến vây quanh. Dạ. Cực kỳ khó. Tất nhiên cũng đã dừng ở chỗ hết giờ. Và chúng ta đã xác định người vào vòng tiếp theo. Bạn Kiên. Nhung, em thấy thế nào? Em thấy cũng hơi tiếc nuối một chút. Thế nhưng em nghĩ là Kiên cũng rất là xứng đáng và cũng xuất sắc trong buổi hôm nay. Chúc Kiên vào vòng sau chiến thắng. Dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn bạn Nhung rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc của mình. Dạ, xinh đẹp, hạnh phúc và mãi yêu tiếng Việt.